hôm qua thì chị có thống kê lại là gần 4.400 bé. 4.400 bé? 4.400 bé trong vòng 1 năm 3 tháng an táng. Trời ơi. Vì là có một đợt đưa cũng nhiều bé về, hơn 1.700 thai nhi về. Trong một lần mà đưa 1.700 bé thai nhi về, còn lại là một tháng là cứ an táng từ 100 cho đến 150 bé. Trữ đông hay là như thế nào mà nhiều dữ vậy chị? Thì chị có một cái giấc mơ ấy. Giấc mơ là nhiều thai nhi lắm về, các cháu nó báo là đang ở dưới ruộng bị ngập nước. Xong rồi chị mới hỏi khắp nơi xem là có ở đâu có như vậy không ấy. Thì một đầu thai nhi người ta mới báo là có một cái cô đấy, cô ấy nói là cô ấy làm mà không biết là chôn ở đâu, nên là mới nhờ người ta mỗi một tháng là chôn một bọc xuống dưới ruộng. Nên là chị mới đi máy bay ra rồi chị thuê người đào các bé lên rồi đưa các bé về. 5 thùng xốp. Chắc là cái duyên là vì là mình nhìn thấy các bé, có những bé nó cầu cứu mình nên là mình thương. Nhiều giấc mộng lắm, hầu như có cái gì các bé nó về nó cũng báo. Ví dụ như là có những cái bé mà bố mẹ gửi đấy, phá hay là như thế nào, hay trong gia đình có cái gì nó cũng đều về nó mách mình hết. Nó về nó kể đấy, thì mình cũng hỏi lại gia đình nhà người ta là có đúng như vậy không, thì người ta nói là đúng. Còn đây là tịnh tài 20 triệu 810.000 đồng. Em xin đại diện em trao ạ. Chị cảm ơn. Cảm ơn chú Nhân đã kết nối các quý mạnh thường quân đồng hành cùng với Trang Nhi. Xin chào quý cô chú anh chị. Hiện tại thì Nhân đang có mặt tại Phi Nôm Đức Trọng Lâm Đồng. Hôm nay thì Nhân quay trở lại một nơi yên nghỉ của rất là nhiều bé thai nhi, đó chính là Trang Nhi Búp Sen. Ở một nơi mà chị Hương đã mang về rất nhiều những bé thai nhi bị bỏ rơi ở khắp nơi. Những lần trước Nhân đến đây thì cũng trợ duyên cho chị có thể là tiếp tục làm cái công việc thiện nguyện này. Lúc đó thì chỉ có khoảng, Nhân nhớ không lầm thì chỉ khoảng trên dưới 100 bé thôi. Nhưng mà hôm nay Nhân quay trở lại đây, Nhân thấy là những huyệt mộ lấp đầy ở nơi này. Và Nhân có nghe chị nói là những con số đã lên đến mấy ngàn bé rồi. Tức là chỉ trong một thời gian ngắn, chỉ khoảng vài tháng thôi, chắc là cũng phải khoảng 4-5 tháng Nhân quay trở lại đây thì cái con số tăng lên đau lòng và chóng mặt luôn. Thì hôm nay Nhân quay trở lại viếng thăm các bé, trao duyên thêm một số sự ủng hộ của quý Phật tử, quý mạnh thường quân, ủng hộ cho chị Hương có động lực làm thêm cái công việc thiện nguyện này. Đồng thời thì có lẽ là sẽ có rất nhiều những câu chuyện đời, những câu chuyện tâm linh ở nơi này mà Nhân sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. Bởi vì các bé thai nhi thì rất là linh thiêng. Hôm nay thì em cũng có duyên gặp lại chị Hương. Thực sự thì quay trở lại đây nghe cái con số này nó quá đau lòng á chị. Thì không biết là trong khoảng thời gian vừa qua thì nơi này là đã chính xác là đã bao nhiêu bé ở đây rồi chị? Hôm qua thì chị có thống kê lại là gần 4.400 bé. 4.400 bé? 4.400 bé trong vòng 1 năm 3 tháng an táng. Trời ơi. Vì là có một đợt đưa cũng nhiều bé về, hơn 1.700 thai nhi về. Trong một lần mà đưa 1.700 bé thai nhi về, còn lại là một tháng là cứ an táng từ 100 cho đến 150 bé. Nhưng mà 1.700 bé trong một lần như vậy là chị, tức là chị, người ta trữ đông hay là như thế nào mà nhiều dữ vậy chị? Thì chị có một cái giấc mơ ấy. Giấc mơ là nhiều thai nhi lắm về, các cháu nó báo là đang ở dưới ruộng bị ngập nước. Xong rồi chị mới hỏi khắp nơi xem là có ở đâu có như vậy không ấy. Thì một đầu thai nhi người ta mới báo là có một cái cô đấy, cô ấy nói là cô ấy làm mà không biết là chôn ở đâu, nên là mới nhờ người ta mỗi một tháng là chôn một bọc xuống dưới ruộng. Nên là chị mới đi máy bay ra rồi chị thuê người đào các bé lên rồi đưa các bé về. 5 thùng xốp. Người ta chôn các bé dưới ruộng, chị phải ra chị đào chị đưa về đây. Chị đào đưa về đây, còn có những bé mà mới thì nó vẫn còn. Còn những cái bé mà vài tháng rồi thì nó chỉ có nước thôi, nhưng mà vẫn còn nguyên cái bọc ấy thì chị vẫn đưa về. Trời ơi. Cái cô đó là cũng phát tâm hay là như thế nào hả chị? Cô đó là cô ấy có phòng khám á. À. Nói chung là cô ấy nói là cũng nhiều lần muốn dừng lại, không muốn làm nữa rồi ấy, nhưng mà nhiều cái đưa đẩy người ta vẫn phải làm. Và như vậy thì đợt đó chị đi ra chị đưa về chính xác là 1.700 bé. 1.700 mấy á. Dạ. Và cô đó có thống kê luôn? Không, chị đào lên thì chị đếm từng bé một á. Ừ. Chính tay chị rửa ấy. Dạ. Có người đào còn chị tự rửa các bé thì chị đặt vào trong túi. Trời ơi. Rồi chị đi bằng phương tiện gì để chị về? Chị đi bằng máy bay, còn các bé chị gửi ô tô. Mất một ngày từ hôm trước, ngày hôm sau mới về đến đây. Dạ. Vậy thì cũng cũng nhạy cảm ha. Nhiều khi người ta biết, người ta cũng đúng không rồi. Có chịu chở. Người ta không chịu.
mình cũng không biết sao, chắc các bé nó cũng che nên là mọi việc nó thuận lợi. Dạ, cũng hy vọng những cái việc sau này nó cũng thuận lợi như vậy chứ, để cũng tội các bé đúng không? Dạ. Còn những lần sau thì chỗ cô đấy thì vẫn có, mỗi tháng cứ từ 80 cho đến 100 bé là cô chữ đông để gửi về cho chị. Trời. Chị chôn là một ô, chỗ dạ. Cô đấy là chôn chung là một ô. Để chị em mình qua đó luôn. Hôm trước đó, khi mà em ở đây thì chỉ có cái hàng ở phía bên đó thôi. Còn ở nơi này thì chưa có. Chỗ này chưa có, chỗ kia rồi trên kia cũng chưa có. Bây giờ kín hết lên trên rồi. Những cái bé mà chung về từ một phòng khám là chị chôn chung một huyệt như này. Dạ. Còn nhiều quá thì mình phải chôn theo tầng như ở bên đây. Như vậy thì bây giờ một huyệt này là bao nhiêu bé? 90 bé. Một huyệt 90 bé. Một 90 bé. Bé 1700 bé là nằm ở đây hết. Nằm ở đây bên kia, với lại chị có gửi Thái Hà ở trong Lâm Hà ấy, 100 bé. Với lại là một nơi nữa là 600 bé. Dạ. Vậy là bây giờ một huyệt mộ như vậy phải là 90 bé nằm chung. Thì nó mới đủ được, đất bây giờ cũng đang thiếu. Bây giờ chị đã rút kinh nghiệm và bây giờ chị bắt đầu chị xây huyệt mộ rất là mới cao. Đầu thì xây mình cứ tính là mình thích đẹp ấy, nhưng mà về sau mình tính là làm nào cho nó hợp lý để các con có nơi ở. Dạ. Nên là chị xây cao lên rồi mình làm thành mộ tầng, chị gọi là nhà chung cư. 509 bé Tuệ Liên. Tuệ Liên là ai đã đặt pháp danh cho các bé hả chị? Tuệ Liên là cậu Minh Hùng kia mộng về mấy bé này rồi là đặt đấy. Dạ. Tức là cũng có người nằm mộng đúng không chị? Có nhiều người nằm mộng lắm. Từ cái clip của em đăng lên ấy cũng nhiều người nằm mộng lắm, người gọi điện cũng đến chơi các thứ. Dạ. Và các bạn ở đằng đó đã đặt tên cho các bé là Tuệ Liên, đặt cái pháp danh này. Dạ. Vậy thì nơi này là cái kim tỉnh trước thôi. Nếu như có bé mới chị sẽ đưa về đây. Đúng rồi. Đúng không? Chị xây trước như kia kìa. Không phải khi nào có bé về thì mình bắt đầu mình mới đặt từng bé một, từng một học một. Dạ. 509 bé hả? 509 bé. Dạ. Vậy mỗi học như vậy vị chi là bao nhiêu bé? Hai cái tầng dưới là mỗi học một bé. Nhưng mà từ cái học tầng thứ ba trở lên là mỗi học ba bé. Tức là mỗi một học như thế này á là sẽ chôn được nhiều bé. Và cái chị đã đào sâu ở dưới luôn rồi. Chị đào xuống 1 mét, xong rồi xây lên chỗ này nữa chắc là vào khoảng tầm 1.3 mét. Mét 3. Dạ, và chị cứ chôn dần lên trên. Chị cứ chôn dần lên, mỗi xong mỗi một tầng là chị láng bằng xi măng, xong rồi mình lại chôn tiếp bên trên. Dưới này là bao nhiêu tầng này? Dưới này là tầng này là tầng thứ 6 này. Tầng thứ 6. Trời ơi. Như vậy đã là tầng thứ 6 rồi. Bên trên này thì vẫn còn, chắc là mấy nữa chị cũng phải an táng thêm á, vì là vẫn còn đất trên này. Dạ. Vậy với độ cao của huyệt mộ này thì sẽ được bao nhiêu tầng? Nếu mà chị tính đến mà làm hết được chỗ này thì chắc là được 8 tầng, thêm 2 tầng nữa là được 8 tầng. Là được gần 100 bé nữa. Dạ. Vậy là ở dưới này hiện tại đã là 5 tầng rồi. 6 tầng. 6 tầng rồi, và 6 tầng đó thì đã ước tính là bao nhiêu bé rồi chị? 509 bé rồi đó. 509 bé, như là đúng ở đây đề vậy đó hả? Đúng rồi. Thì nếu mà chị mà an táng thêm là chị phải làm thêm một cái bia ở đây nữa. À. Ban đầu thì cũng không dự định là cao như vậy, nhưng mà giờ các bé nhiều đúng quá rồi. Nên là bắt buộc phải làm cao lên. Mới đầu chỉ định làm là mỗi bé một huyệt thôi. Dạ. Nhưng mà về sau phần là đất nó đắt rồi là nhiều bé quá. Dạ. Mỗi một tháng cứ 100 đến 50 bé nên là mình phải tính. Có chị đó đi thắp nhang đó là chị đó gửi con ở đây á. Hôm nọ chị vừa mới làm đàn lễ con nhà chị cũng nhập về. Vậy hả? Nhập về nói là muốn ở đây. Xin về đây. Có đông các bạn cho vui. Dạ. Như vậy là ngoài các bé mà chị Hương mang tận tay chị Hương mang về đây á, thì cũng có những người như là chị này cũng là cũng có nhiều gia đình người ta bị lỡ, người ta bỏ hoặc là người ta sảy, người ta cũng gửi về. Tức là không có chủ ý bỏ đi mà là vô tình. Bị bệnh hoặc là bị sảy thai, người ta cũng gửi thì gửi về đây. Và chiều thì chị ấy vào đây thắp nhang. Ở phía này em thấy là có 90 thai nhi pháp danh là giác ngộ. Đây mỗi một phần là 90 bé, còn có một bé này là đạo công giáo này, chị làm cái tượng. Tượng thiên thần cho bé. Dạ. Các bé thì đa phần về đây thì sẽ là theo đạo Phật, bởi vì chị Hương cũng theo đạo Phật. Đúng rồi. Nhưng mà các bé công giáo không may thì cũng về đây luôn. Dạ. Thì chị vẫn cứ nhờ người đặt tên cho bé theo đạo của bé. Dạ. Bởi vì các bé, em nghĩ các bé là những cái thiên thần, không có tạp niệm, không có một cái gì hết á,
cho nên là đạo nào cũng được, về đây ấm cúng là được. Mình cứ nghĩ là các bé nó hoan hỉ là các bé nó cũng vậy, dạ, không phân chia. À, khi nãy em vào thì máy xúc, máy cuốc đồ vẫn còn làm việc ở đây. Như vậy thì dự tính của chị Hương là trong thời gian tới sẽ như thế nào nữa? Dự tính trong thời gian tới là chị phải làm thêm những cái huyệt như thế kia kìa, nghĩa là đào âm xuống. Còn vẫn xây thêm cho những cái bé mà có gia đình gửi ấy. Nhưng mà những cái bé đấy thì ít lắm, đa phần là các bé từ phòng khám thì nhiều, yeah, không có gia đình ấy. Mà vẫn phải mở rộng ra, yeah. Mới đầu thì chỉ định làm đến đây thôi, mà bây giờ nó nhiều quá rồi. Hôm trước á, thì chị Hương nói chung là khi mà chị Hương mua lại cái khu đất này để làm nơi yên nghỉ cho các bé đó, thì cũng gặp nhiều những cái khó khăn. Lúc đó thì chị vẫn còn nợ tiền đất. Đến hôm nay thì không biết là những cái khoản tiền đó đã xong chưa chị? Cái hôm đấy là chị mới giả đến đây, hôm mà chị gặp em ấy là chị, yeah, mới giả đến đây. Mà chị làm lên trên kia rồi là vẫn còn nợ, nợ hơn 400 triệu nữa là nợ mới á. Dạ, giờ nợ vẫn còn mấy trăm triệu. Tức là mua thêm cái khoản đất trên kia nữa. Đúng rồi, tại vì nhiều bé quá nên là phải mua thêm. Mà mình không mua thêm thì người ta bán ấy, người ta bán nên là mình đành phải mua nốt. Nhưng mà chị có nghĩ là thời gian tới khi mà cái cuộc sống này nó vẫn tiếp diễn như vậy, vẫn rất là nhiều bé bị bỏ rơi như vậy, thì chị có còn đủ sức để mà chị làm nữa hay không? Trời ơi, lắm lúc mệt mỏi lắm. Ngày trước nhân hỏi là chị có mệt không thì chị bảo chị chưa mệt, nhưng bây giờ là mệt thật. Lắm lúc tưởng là không có cố được ấy, nhưng mà mình thấy thương các bé quá nên là cũng cố gắng ấy. Yeah. Thôi thì cứ làm hết sức, làm được đến đâu thì mình cứ lo đến đó thôi. Chắc là các con nó cũng hiểu, nó cũng dẫn dắt cho nhiều. Nhưng mà điều gì đã khiến cho chị là chị phát tâm là chị phải giúp các bé cho đến cùng như thế này hả chị? Chắc là cái duyên là vì là mình nhìn thấy các bé, có những bé nó cầu cứu mình nên là mình thương. Dạ. Trong thời gian vừa qua thì những cái giấc mộng vẫn còn đến với chị hả? Có chứ, nhiều lắm. Dạ. Nhiều giấc mộng lắm. Hầu như có cái gì các bé nó về nó cũng báo. Ví dụ như là có những cái bé mà bố mẹ gửi đấy, phá hay là như thế nào, hay trong gia đình có cái gì nó cũng đều về nó mách mình hết. Nó về nó kể đấy, thì mình cũng hỏi lại gia đình nhà người ta là có đúng như vậy không, thì người ta nói là đúng. Dạ. Yeah. Có cái bé mà ở trong góc ấy kìa, nghĩa là ngày trước thì mẹ không đâu có... chị, bé nào mình đi qua đó. Tức là kiểu như em là người trung gian thôi. Tức là cái người nguồn là... Bé Trương Nguyễn Anh. À, trong góc kìa. Bé Trương Nguyễn Anh đó đúng không? Nghĩa là bé nó mất được 1 năm rồi, mẹ bé mới gửi xuống đây. Mà ngày trước là chôn ở gốc cây. Xong rồi đêm hôm đấy bé nó về, bé nó bảo chị là mẹ hôm nay con có nhà ấm rồi, không bị ướt nữa. Còn ngày trước là mẹ con chôn con ở gốc cây đấy. Thì đêm hôm đấy chị nhắn tin luôn cho mẹ bé, chị hỏi là em ơi, tự nhiên chị mơ thấy con nhà em bảo là em chôn con nhà em ở gốc cây thì có đúng không? Thì mẹ bé bảo là đúng thật. Chôn ở gốc cây đấy, vừa nói vừa khóc. Bé thật sự rất là linh thiêng đúng không? Linh lắm. Trời ơi, có cái gì là cũng báo, cũng mách. Ví dụ như ai mà đến mà phân chia bày kẹo mà không có đều ấy, thì cũng bảo là mẹ con buồn ấy, người ta đặt không có đủ. Thì chị cũng đi ra thì đúng không đủ thật. Thế chị lại phải mua đồ thì chị bảo thôi các con hoan hỉ đi. À, có một mẹ ở trên Đà Lạt gửi cho chị mấy trăm cành hoa hồng ấy, cắm cho các con đẹp đón Tết. Thì trong chóng này cũng có một mẹ gửi. Yeah. Gửi cũng được mấy tháng rồi, nhưng vì là chị xây dựng nhiều, chị sợ nó bẩn ấy, nên là để dành đến Tết bắt đầu mới trưng ra cho các con. Dạ. Yeah. Hôm nay quá là đẹp luôn. Cái dưới bé mới hay sao mà em thấy đang xây hả chị? Không, có nghĩa là cái dãy đấy là có những bé mà có gia đình, yeah, còn có những bé là không có gia đình. Mà bây giờ nếu như mà chị làm hết bia mộ thì rất là tốn, 250.000 một bia. Nên là những bé nào mà có gia đình thì chị vẫn cứ để bia, còn những bé nào không có gia đình ấy thì chị đặt là các bé giác ngộ. Yeah. Thì cho các con có một cái tên, chung một cái bia vậy. Yeah. Hôm nay thì gần như là những cái khu ở đây nó kín mộ hết rồi. Khu này cũng kín, khu bên kia cũng kín, gần hết. Yeah. Nói chung là cũng gần hết đất. À, rất là nhiều những cái tên hiện tại đang được đặt ở đây. Ví dụ như là bé Triệu Bình An, pháp danh là Giác Ngộ. Bé Đỗ Gia An cũng là pháp danh Giác Ngộ. Rất là nhiều bé chung một pháp danh là Giác Ngộ hả chị? Mới đầu chị đặt tên ý, thì chị thấy các thầy đọc thấy mệt quá. Yeah. Cái hôm vừa rồi chị cầu siêu cả ngàn thai nhi, đọc từng tên một nó hơi bị lâu. Đúng rồi. Thế là tôi các thầy bảo thôi con ơi, đặt chung một pháp danh đi, cho yeah, các con nó hoan hỉ vậy. Chung một pháp danh Giác Ngộ đi.
Dạ. Thế là chị đọc chung hết pháp danh hết luôn. Và tất cả các bé sau này tất cả các bé này đều vậy. Là giác ngộ. Giác ngộ theo như các thầy và chị thì nó mang ý nghĩa gì hả chị? Cái giác ngộ này thật ra là chị đặt pháp danh ấy, chị bảo sư cô là đặt giác ngộ vì chị muốn các con là giác ngộ về cái thế giới này rất là vô thường ấy. Cũng muốn các con là dù có như thế nào thì cũng không có oán trách, không có oán trách các ba mẹ đấy. Mặc dù là bỏ hay là như thế nào đấy thì thôi các con cứ hoan hỉ. Là mình phải biết là cái phước của mình kém thì mình phải giác ngộ ra những cái điều đấy để mình tu tập, mình tích phước để nếu như mà có đầu thai lại thì mình cũng đủ đầy đủ 6 căn. Cũng vào những cái gia đình mà có đầy đủ điều kiện, đầy đủ yêu thương, chị cũng muốn các bé nó biết về cái điều đấy. Dạ. Đó là ý nghĩa của giác ngộ ha. Ở đây có đề là 90 thai nhi là như thế nào nữa chị? Những cái bé này là đến từ cùng một nơi ấy. Nên là chị bảo là thôi các con hoan hỉ như kiểu mình chung một nhà ấy. Nên là chị cho 90 bé vào cùng một huyệt. Dạ. Ở phía kia có một cái phần mộ đặc biệt, có lẽ chị em mình bước qua bên kia chia sẻ luôn. Cái này là cái hố cát. Chị cũng nằm mơ đúng không? Nằm mộng các bé nó về. Dạ, chị thấy hả? Nó xin bảo chứ không có chỗ để chơi. Dạ. Xin cái hố cát. Xin cái hố cát để chơi. Thế chồng chị mới bày ra mấy cái này này. Rồi chị cũng làm luôn. Dạ. Giờ mình bước tiếp qua đây. Phía này thì khi nãy em đi vào em thấy có một cái phần mộ rất là to. Đây là một phần mộ nằm riêng biệt so với phần mộ của các bé thai nhi. Thì đây là như thế nào hả chị? Bé này chị nuôi từ trong mái ấm. Thế là mẹ bé khi mà có bầu thì không có đủ đầy đủ điều kiện nữa. Nên là mới lên chỗ chị sinh, thì sinh xong có gửi bé lại cho chị nuôi. Mà bé nó cũng bị bệnh não ung thủy ấy. Thì được 4 tháng là bé nó mất. Nói chung là cái tình cảm của mình nó cũng đặc biệt hơn những cái bé khác vì mình cũng tự tay chăm sóc về các thứ nên là mới cho bé nó nằm trên này. Hình như là em nhớ cái bé này rồi, bé này là sống ở trong nhà tạm lánh. Đúng rồi. Ở trong chùa nơi mà chị Hương đang cưu mang rất là nhiều bà mẹ bầu với lại là các bé. Đúng không chị? Đúng. Dạ. Yeah. Thì bé này cũng có một cái căn duyên rất là đặc biệt. Em còn nhớ là bé này là chị được bé thai nhi cũng báo là mẹ ơi sẽ có một cái bé đầu rất là to. Đầu rất là to. Mà sau này mẹ sẽ bỏ. Dạ. Rồi là khi mà chị đưa nó từ bệnh viện về thì các bé về nó cũng bảo là mẹ ơi mẹ đừng buồn nhá. Chị không sống được đâu nhưng thôi mẹ đừng buồn. Dạ. Thì sau đấy chỉ có 2 ngày là bé nó mất. Và như vậy thì bé này là chị nuôi được 4 tháng tuổi. 4 tháng tuổi là cuối cùng cũng mất. Giờ thì về đại gia đình này luôn. Chia sẻ với quý cô chú anh chị thì chị Hương ngoài cái công việc đó là chôn cất các bé thai nhi ở nơi này thì chị cũng có làm một cái nhà tạm lánh ở trong nhà chùa. Dạ. Nơi đó thì cũng đang cưu mang các bà mẹ bầu với lại các bé các bà mẹ làm lỡ với lại các bé được sinh ra ở đó. Ngày trước thì chị nuôi ở hỗ trợ các mẹ và các bé ở trong chùa nhưng mà nó còn liên quan đến rất nhiều thủ tục ấy. Nên là chị cũng thuê nhà ra ngoài cũng được tầm 4-5 tháng rồi. Thuê nhà ra ngoài hỗ trợ các mẹ bầu. Dạ. Cũng xin thưa với quý cô chú anh chị thì trong thời gian vừa qua Nhân cũng nhận được nhiều sự ủng hộ của quý Phật tử và quý Mạnh Thường Quân ủng hộ cho chị Hương có động lực để tiếp tục đưa các bé về đây để an táng cho nó ấm cúng. Cũng là một việc làm rất là công đức. Thì hôm nay em cũng quay trở lại đây để trao duyên lần thứ 3 hả chị? Cũng là tấm lòng của tất cả mọi người. Nhân xin chân thành cảm ơn cô Ánh Dương 500.000. Cô thì không có rõ là ủng hộ cho Trang Nhi Bắp Sen, cô chỉ ghi là xây Nghĩa Trang Thai Nhi. Mà em cũng không biết là ủng hộ Nghĩa Trang nào. Cho nên thì tùy duyên, Nhân xin phép Nhân gửi về Trang Nhi Bắp Sen. Mạnh Thu Quân giấu tên 10.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 300. Facebook Vân Anh 1.000.000, Mạnh Thu Quân giấu tên 500, Mạnh Thu Quân giấu tên 50.000. Thùy Bùi 200, Thanh Nhàn SVIT có lẽ là sinh viên IT 150.000 cũng không rõ. Thì xin tùy duyên Nhân gửi về Trang Nhi Bắp Sen. Diệp Bùi Tú Linh, pháp danh Quảng Diệu Tâm, 2.350.000. Mạnh Thu giấu tên 1.000.000, Mạnh Thu giấu tên 400. Loan Thái Bình cũng không rõ, thì ủng hộ là 300, Nhân xin tùy duyên Nhân gửi về đây. Chị Viên Khai, nhóm Bồ Đề Tăng Thân Hàn Quốc thì ủng hộ là 10.000.000. Mạnh Thu giấu tên 100, Phạm Kiều Giang 200. Mạnh Thu giấu tên gửi 100 đô Mỹ qua PayPal. Thì cái này là ủng hộ cho chị Hương để chăm lo cho các bé ở nhà tạm lánh. Dạ, ở nhà tạm lánh ha. Nguyễn Thùy Lê Trâm 100. Mạnh Thu giấu tên 200 là cho nhà tạm lánh luôn. Còn 200 nữa là để mua những cái đài niệm Phật đặt ở đây. Dạ.
Nguyễn Công Minh 150, Lê Anh 300, Nguyễn Thị Diệu pháp danh Diệu Đức 200, Lê Thị Liêm 200 và một mạnh thường quân giấu tên nữa cũng là 200 để ủng hộ cho các bé ở nhà tạm lánh. Thì tổng tịnh tài em chốt vào ngày 9 tháng 1 2023 đó là 20 triệu 810 nghìn đồng. Em trao danh sách này cho chị, nhờ chị là trong những buổi cúng có thể là nhờ các sư cầu an cho quý mạnh thường quân cũng như cầu siêu cho gia quyến của mạnh thường quân. Còn đây là tịnh tài 20 triệu 810 nghìn đồng. Em xin đại diện em trao ạ. Chị cảm ơn. Cảm ơn chú nhân đã kết nối các quý mạnh thường quân đồng hành cùng với Trang Nhi và các bé ở mái ấm. Dạ. Thôi thì cũng trong cái buổi chiều như thế này đến đây thăm các bé thì nghe cái con số nó tăng lên thì em cũng thấy đau lòng. Nhưng mà có thể đó là một cái thực trạng của cuộc sống rồi. Thì thà là các bé về đây được nhan khói, được các sư đến đây để làm những cái buổi lễ cầu siêu, những cái lễ cúng thì vẫn còn ấm cúng và may mắn hơn là các bé bị vứt ở một cái xó xỉnh nào đó hoặc là trở thành một cái rác thải y tế sinh học và bị hủy đi. Đúng rồi, chị xin nhiều nơi người ta cũng bảo là người ta coi như là rác thải sinh học ấy, người ta tiêu hủy ấy. Nên là cũng có nhiều nơi mình chưa có đủ duyên mình xin các bé về được. Dạ. Thì thôi thì cũng chúc cho chị thật là nhiều sức khỏe. Trong thời gian tới thì hy vọng chị vẫn giữ được một cái tâm như vậy và vẫn giữ được một cái nhiệt huyết như vậy để chăm lo cho các bé nhiều hơn. Chị cảm ơn. Bắt tay chị một cái. Chúc chị nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn em. Dạ, hy vọng rằng em vẫn có duyên để em quay trở lại viếng thăm các bé. Nhân cũng ở xa quá cho nên nếu như mà có những cái sự ủng hộ thì Nhân có thể Nhân sẽ chậm trễ và mong được mọi người thông cảm. Còn nếu như cần gấp thì mọi người cứ liên hệ trực tiếp với chị Hương thì sẽ tiện hơn ha. Và Nhân cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị đã đồng hành cùng với Nhân trong những chuyến đi như thế này ạ.